Thùy Dương xin kính chào quý vị nha Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị à, Tết năm nay bà con ăn Tết lớn không? À, bà con ở nước ngoài, bà con ở trong nước ăn Tết như thế nào cho Thùy Dương biết được không? Chứ còn Thùy Dương thì ăn Tết lớn lắm Tao nói tối ngày giật lộn với dư luận viên không là tao nói cũng phê hết cỡ bà con Phê lắm thì nhân dịp tết đến xuân về đó, thùy dương chúc bà con năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào ha. Dạ, rồi xong đó là cái thủ tục chúc mừng năm mới. mấy hôm nay tụi dư luận viên bò đỏ nó vô facebook của thùy dương, nó report facebook của thùy dương mới bị khóa 24 tiếng đồng hồ. Nó chơi như vậy nè quý vị, tôi mang vốn À, facebook của tụi nó thường thường là dài, nó không có để hình người thật diệt thật nó để uh, chó mèo hoa cảnh lá cành gì đó tiền hình chúa hình phật gì tùm lum hết nó không có để hình của nó vô cái mình đăng hình của mình lên cái nó nhảy vô nó chửi tùm lum tà la tà lưa hộp dưa hết á cái thì dương cũng rảnh mà cái thì dương vô cái thì dương uh, thấy có một cái facebook nó để hình con chó cái dương vô nó chửi mình cũng quá trời rồi cái dương vô dương mới nói như vậy qua wow. Qua wow. Chó mà cũng biết chơi Facebook nữa hen Qua wow. Chó mà cũng biết bình luận tấn công chửi người khác nữa ha Qua wow. Đó Bình luận vậy thôi đó Các quý vị biết nó làm gì không Nó chạy vô Facebook nó báo cáo Nó nói á Thùy Dương dùng ngôn từ Dùng từ ngữ bắt nạt nó Rồi Thế là bị khóa 24 tiếng đồng hồ Lúc đó Dương chưa có biết còn non yếu kinh nghiệm lắm bà con Rồi xong Cái đợi 24 tiếng đồng hồ Cái này, nó nhả ra Mình thấy nó nhả ra rồi Mình like được bình thường rồi ha Like là thích đó đúng không Xong rồi cái bắt đầu mình viết một cái bài Mình mới kể lại cái tội ác của tụi nó Cái sự report báo cáo của tụi nó Đăng một cái tấm hình rất là sexy lên luôn Rồi Quay qua quay lại 3 tiếng sau Cái là Facebook nó báo nữa nó báo rằng bạn dùng ngôn ngữ không phù hợp vi phạm tiêu chuẩn của Facebook quốc cho 48 tiếng. Lần này là 48 tiếng chứ không phải là 24 tiếng nữa. Tôi tức quá, tôi phẫn uất quá, tôi tôi chịu không nổi nữa, tôi làm gì? Cái vô mới vô trong cái trung tâm trợ giúp của Facebook á. Giúp cho một trang. Tôi là người như vậy như vậy đó, Cộng sản là như vậy, như vậy đó. Cái lực lượng mà nó report tôi là nó như vậy, như vậy đó. Trong vòng một tiếng sau là cái phần giới hạn trên cái fanpage của Thùy Dương lúc trước giờ nó giới hạn. Giờ nó mở ra rồi. Rồi nó nó mở khóa cho Thùy Dương luôn rồi. Nó mở luôn rồi. Giờ là không có còn khóa nên Facebook nữa. Đó, đó, là những cái cái mà tụi nó hại làm. Cho nên tại sao cái Facebook của Thùy Dương nó bị giảm tương tác là vậy? Nó bị giảm dữ lắm. Bây giờ tôi đẩy qua tôi làm cái reel là làm video ngắn đó, ừ, tôi tranh thủ tôi làm ha, kéo lên rồi, hôm nay nó rớt bịch bịch như lá mùa thu rụng vậy. từ 94.000 lượt người theo dõi trên Facebook, nó rớt xuống còn có 88.000 ha, mấy hôm nay tôi xiên làm mấy cái video clip ngắn đó, trời nó lên cái dù, nó lên 91, 92.000 rồi, ờ, à, nó. rồi tôi kể tiếp à, nó nói vậy? à, thấy người ta ở nước ngoài đi về việt nam ăn tết à, mày về không được à, mày tức tối này kia kia nọ ừ, tôi không có nhu cầu tôi chưa bao giờ có nhu cầu hết á tôi ăn tết ở việt nam 32 năm rồi nha trời ơi ngồi hồi nhỏ ăn tết còn vui vui còn lớn lên không có tiền là chết đói đó mỗi lần mà tết tới nơi hả ta sợ gần chết vậy đó sợ dữ lắm tại làm lương thì không có cao mà tết tới cái gì nó cũng tăng lên hết á hàng hóa trái cây bông củ quả mà trong khi những ngày tết là những cái ngày rất là trên bàn thờ rất cần trái cây bông hoa cúng trên bàn thờ mà những cái loại cần thiết này tết nó đẩy giá lên đụng nút trời luôn đụng 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 nút nhà luôn chịu không nổi rồi quà cắp bất cứ cái gì mà ra chợ mua nó cũng nhảy lên ba bốn lần so với ngày thường hết cho nên cái ngày tết ở việt nam là một cái ngày mà người ta quản hồn người ta sợ hàng hóa nó đẩy lên dùng dục dùng dục vậy đó rồi còn chưa tính là phải tiền quà cáp tặng cho cho biếu này kia nọ nữa cho nên tôi sợ cái tết ở việt nam lắm tôi rất là sợ luôn đó và để lý giải cái lý do tại làm sao mà người việt nam ở nước ngoài đi về việt nam ăn tết mỗi năm không người việt ở nước ngoài thì có nhiều dạng người việt đi lao động ở nước ngoài đi theo vụ mùa 3 tháng 6 tháng một năm thì gia đình của họ ở Việt Nam thì họ phải về Việt Nam ăn Tết chứ làm sao? Rồi. Người Việt Nam đi lao động ra nước ngoài 3 năm, 6 năm, vân vân. Gia đình của họ ở Việt Nam thì họ phải về Việt Nam ăn Tết chứ làm sao? Hai cái. Rồi, người Việt Nam đi ra nước ngoài dưới hình thức là du học sinh. Ừ. Mà thường thường du học sinh á, không có ai giàu đến mức độ là mỗi năm đi về quê ăn Tết một lần trừ khi nào mà gia đình đó ở việt nam có tiền có của ha không em học sinh đó không có lo lắng thì các em đó tết đi về việt nam ăn tết với ông bà với cha mẹ là chuyện đó là bình thường ha nhưng thường thường là du học sinh nó đi mấy năm trời nó mới về luôn cho nó học xong nó mới về đó cũng là một trường hợp tiếp theo nữa là cái gì người ta đi công tác ồ người ta đi gọi là làm việc theo cái cái sự mời mọc của công ty nước ngoài đó thì gia đình của người ta ở việt nam thì người ta phải về việt nam người ta ăn tết chứ sao rồi kế nữa là những người đàn ông, những người đàn bà, những người lấy chồng, lấy vợ ở nước ngoài Họ lấy lấy người Việt Nam hoặc là họ lấy người nước ngoài Thì chỉ có cái người đó đó, họ đi ra nước ngoài thôi, họ đâu có mang gia đình đi theo được Phải không? Chỉ có một cá nhân cái người đó thôi Thì bây giờ họ có con, họ có cái ở Việt Nam là có cái cái cái, cái truyền thống là gì? Lá rụng về cội làm gì làm Cũng hả? Tết là phải quay quần bên gia đình thì sao thì những người mà lấy chồng lấy vợ đó đó ngày tết á, họ có điều kiện á, thì họ sẽ mua vé máy bay về trời quơ mua vé máy bay ở nước ngoài đi về việt nam một gia đình mà lỡ hai vợ chồng với hai đứa con thôi mua vé là sạch máu mỏ nha trả tiền vé chết luôn chứ không phải là, là là là, rẻ nha cho nên là tại sao á có nhiều người ở nước ngoài đó ba bốn năm người ta mới về một lần vé máy bay mua chết bỏ đó về Việt Nam rồi cái chi phí cao rồi còn chưa tính là về Việt Nam là phải chi tiền nhiều hơn so với người bình thường ở Việt Nam về phải chi để cho chứng tỏ mình là một việt kiều việt kiều là là kiều là có tiền đó ha thì họ phải về Việt Nam để làm chi thứ nhất là để họ gần gũi bên gia đình cái thứ hai là để cho con cái của họ biết được cái phong tục tập quán cái truyền thống cái văn hóa của người Việt Nam của ông bà của mấy đứa nhỏ đó để cho nó biết được nó từ đâu cho nên người ta đi về Họ đâu có gia đình ở nước ngoài đâu Cái số người mà May mắn được có tất cả người thân Ở nước ngoài con số này nó không có nhiều Không có nhiều Trời ơi ở nước ngoài nó cho người Việt Nam đi ra nước ngoài định cư Đâu có dễ Dễ chắc người ta đưa đi hết rồi Chứ không có cần mà phải mỗi năm người ta đi về Việt Nam ha? Rồi thêm á Cái trường hợp dài nữa Cái lớp người đó hồi nãy giờ tôi nói là những lớp người sau này ha Còn một cái lớp người nữa Là những cái lớp người sau ngày 30 tháng 4 đó năm 1975 đó nhờ nhờ ơn đó nhờ ơn của đảng và bác tôi để trong dấu ngoặc kép ha cho nên có rất là nhiều gia đình đã phải sao đẩy con của mình đẩy người thân của mình lên tàu quăng con của mình lên trên, trên tàu thời đó đi là phải có vàng phải có tiền mới đi được bây giờ là một người là bao nhiêu tiền bác chấp nhận có tiền để dành đó quăng con lên trên tàu để con đi một mình ra cái xứ tự do rồi cái người đó đó mà may mắn đi đến được cái xứ tự do là họ chỉ có một mình ở nước ngoài thôi. Họ có một mình thôi. Cho nên mỗi lần đón Tết là họ không có người thân gì hết trơn. Có một mình ăn Tết, họ buồn. Rồi sau năm 1990, khi ở Việt Nam nó mở cửa, nó mở cửa, nó chết đói với bà nữa đó. Thì lúc này người ta mới đi về Việt Nam, người ta ăn Tết. Có nghĩa là từ sau năm 1975 cho tới năm 1990, 15 năm trời, người Việt đã phải gì ăn tết cô đơn lẻ loi tại xứ người mà không có gia đình 15 năm trời lúc đó là người ta đi người ta tưởng luôn là người ta rời bỏ quê hương luôn tao không về nữa rồi đó nhưng mà năm 1990 người ta mở cửa thì những cái lớp người đó người ta đi không có người thân đi theo thì họ phải trở về Việt Nam để họ ăn tết họ ăn tết là họ ăn tết với người thân của họ họ hàng của họ gia đình của họ bạn bè của họ đơn giản vậy đó Chứ tại sao người Mỹ họ không đến Việt Nam ăn Tết Tại sao người Na Uy họ không đến Việt Nam ăn Tết Mà tại sao người Việt Nam ở nước ngoài đi về Việt Nam ăn Tết Mà người Việt Nam mà họ có gia đình ở nước ngoài hết rồi Họ có thèm về Việt Nam ăn Tết không Họ đâu có thèm về Gia đình họ xung hợp đầy đủ hết rồi Về làm gì nữa Về còn ai đây đâu còn ai Họ đâu có còn người thân ở Việt Nam đâu về Nếu mà họ có về á Là họ về họ thăm lại Bạn bè của họ ngày xưa Mà mấy năm mới về một lần mấy năm mới về một lần ha chứ không phải họ về mỗi năm rồi người Việt ở nước ngoài á cũng vậy mấy năm họ mới về một lần họ ở Mỹ hoặc là họ ở những quốc gia Châu Âu đó, vài năm họ mới về một lần cái số người mà một năm về một lần hoặc là một năm về vài lần ấy, là họ phải dư giả kinh tế lắm họ mới về tại vì cái vé máy bay nó đi về Việt Nam nó không có rẻ ha tôi nói lại vậy nói để cho biết tại sao mà người ta đi về Việt Nam cái nữa là vậy ở bên mỹ nó có rất là nhiều tiểu bang có những cái tiểu bang thời tiết nó giống như việt nam vậy nhưng mà có những cái tiểu bang là mùa xuân mùa tết á, ở bên việt nam thì lại là mùa đông ở bên đó cũng như bên châu âu cũng vậy cái giai đoạn ở bên việt nam á, là tết nguyên đáng tết cổ truyền thì ở tại châu âu những cái nước ở châu âu á, là mùa đông lạnh lẽo ở bên pháp ở bên các quốc gia bên đây ở bên pháp thì bây giờ tuyết nó có rơi như bên bên tại na uy nhưng mà nó cũng lạnh nó khác với cái nhiệt độ tại việt nam vì vậy cho nên người ta muốn đi về việt nam người ta thấy được những cái chợ hoa người ta thấy dòng người tấp nập thấy được những cái uh, uh, những cái cây bông mai thấy không thấy được cảnh hoa nở nhộn nhịp rộn ràng vào mùa xuân họ muốn về để họ nhìn thấy cái cảnh đó thì họ về mùa đông ở bên đây có cây nào mà nó có lá nó còn rụng hết nữa chịu lạnh gì nói thì cái mùa đông là chỉ toàn là tuyết trắng thôi họ muốn nhìn thấy những cái hoa hoa mai cái hương thơm của những cái cái hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng gì đó. Họ về họ quay quần để họ gói bánh tét, họ gói bánh chưng. Họ đón giao thừa. Cái đó là cái truyền thống của người ta. Ở bên ở bên những cái quốc gia châu Âu này, mùa đông lạnh lẽo, ai mà ngồi ở ngoài trời mà nấu bánh tét. Mà nấu bánh tét là mặc áo thôi nó thật là ấm rồi mới ngồi nấu bánh tét được. Thấy không? chứ không phải cái kiểu mà bưng cái nồi ra nấu bánh tét giống như việt nam thời tiết ở việt nam nó ấm áp nói tới đó là tôi muốn chửi nó việt nam nó thuận lợi như vậy đó mà việt nam phát triển không được còn người ta đi về việt nam là người ta thăm gia đình của người ta mà đi về việt nam muốn về việt nam là trong túi phải có nhiều tiền không bao giờ việc kiều ở nước ngoài về việt nam mà không có tiền việc kiều ở nước ngoài đi về việt nam là trong túi luôn luôn phải có tiền đô la họ không bao giờ họ về để mà họ xin tiền ở việt nam hết trừ khi nào những đứa mà du học sinh ha nó đi nó được cha mẹ nó nuôi thì nó xin tiền khác còn những cái người mà đi ra nước ngoài định cư đi làm việc là lúc nào họ đi họ cũng về với cái túi tiền rủng rỉnh hết á chứ không phải là họ đi họ xách cái đích không họ về việt nam rồi họ mang tiền ở việt nam đi cho nên bớt cái chuyện nói là ôi việt nam nó phải phát triển abc các kiểu họ đi là họ mang tiền về chứ không phải để họ đi về việt nam để họ mang tiền đi chừng nào mình làm được cái chuyện là người dân việt nam của mình đi về việt nam sống ở đó một thời gian họ đi ra nước ngoài họ mang theo tiền việt nam đi thì đó tự hào còn bây giờ người việt ở nước ngoài đi ra nước ngoài làm kiếm tiền đi về việt nam mang tiền về việt nam để mà xài đó còn người ở trong nước mà có nhiều gia đình không có người thân ở nước ngoài là cái như tết là quéo tại vì hàng hóa ngay cả tôi có những người bạn đi ở bên đức về có những người bạn từ bên hàn quốc về gọi điện thoại cho tôi kêu trời kêu đất luôn Nói, trời ơi hàng hóa ở Việt Nam mắc quá mà biết các bạn biết ở Đức cái thu nhập của Đức đó, của người lao động ở tại Đức cao cỡ nào không ở Hàn Quốc cao cỡ nào không cái cái lương của người ta cao cỡ nào mức sống người ta cỡ nào không mà khi mà đi về Việt Nam cái mức sống cái thu nhập của người Việt Nam rất là thấp so với Đức và Hàn Quốc vậy mà cả người Việt Nam ở Đức và cả người Việt Nam ở Hàn Quốc đi về Việt Nam đều kêu trời khi mà cái giá cả hàng hóa tại Việt Nam mắc hơn cái thu nhập mà này người người việt ở đức đi về việt nam còn kêu trời đó thì người việt nam sao chịu nổi làm sao chịu nổi tại vì cái thu nhập của người việt ở việt nam thấp hơn rất là nhiều so với cái thu nhập của người việt ở nước ngoài có nghĩa là gì là người việt nam phải chịu đựng sống trong cái cơn bão giá ở tại việt nam mà lương rất là thấp cho nên ở việt nam á phải giàu thiệt là giàu thì sống mới có thoải, thoải mái được còn cái người nghèo ở việt nam tôi sợ là tết năm nay đừng có mong là có hoa mai hoa ly hoặc là trái cây đầy đủ ở trên bàn thờ mắc quá có nhiều người họ chờ họ mong cho cái tết qua lẹ lẹ đi tại cái tết ở việt nam nó không còn như ngày xưa nữa cái tết ở việt nam là một cái gì đó làm cho người ta sợ hãi tôi ngày xưa ở việt nam tôi còn sợ mà mỗi lần cái tết tôi sợ gần chết là một năm trời để dành không được mười mấy triệu có năm ba triệu bảy triệu thôi tháng nào xào hết tháng đó cho nên nói tới cái Tết Việt Nam rất là hải hùng Thì Dương nói như vậy quý vị có đồng ý với lại những gì thì Dương chia sẻ không nè Có đồng ý không Ví dụ như ở bên Mỹ Tết mà Tết cổ truyền của người Việt Nam mình ở bên đó người ta còn đốt pháo Bùm 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 Còn ở Việt Nam đâu có được đốt pháo đâu Rồi người ta đi ăn Tết người ta mặc áo dài Người ta lái xe hơi tôi đi tùm lum ta la muốn ăn gì ăn muốn làm gì làm không có cấm đoán cấm cả gì tự do vô cùng Đúng không còn việt nam nó khác đâu được đó đốt pháo bùm bù bùm bù như ở, 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 nước ngoài đâu đó tôi nói vậy thôi có nhiều đứa nó vô nó mới chịu nó đốt pháo để mà gây này gây nọ chưa nước ngoài người ta đó tôi đốt pháo đó cho nên nó nói cái chuyện mà đốt pháo để mà gây nguy hiểm cho người này người kia đó là một cái ngụy biện thôi ha phải không, quý vị đó nếu mà quý vị thấy Thùy Dương nói đúng á ủng hộ cho Thùy Dương một cái like nha quý vị nha. Yeah. Rồi nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh á thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Happy New Year quý vị nha.